Chi phí cần có để đi du lịch Thụy Sĩ là bao nhiêu? Đầu tiên thì là giá vé máy bay các bạn. Từ Việt Nam sang Thụy Sĩ bay thẳng thì mình tính trung bình khoảng 40 củ trên một vé khứ hồi. Xin chào các bạn, lại là Phương ở Thụy Sĩ đây. Có rất là nhiều bạn hỏi Phương về chi phí đi du lịch Thụy Sĩ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thông qua trải nghiệm của mình về chuyến đi 4 ngày 3 đêm ở khu vực Interlaken nhé. Các bạn cũng biết Thụy Sĩ nổi tiếng là một quốc gia có chi phí đắt đỏ nhất trên toàn thế giới, nhưng cũng là một đất nước có thiên nhiên vô cùng tuyệt đẹp. Nó được ví như là một thiên đường có thật vậy. Chính vì vậy mà được đặt chân đến đây một lần trong đời đó là ao ước của rất là nhiều người các bạn ạ. Chính vì vậy mà việc đi du lịch Thụy Sĩ cần chuẩn bị bao nhiêu và làm như thế nào để du lịch một cách tiết kiệm nhất, đó là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Đầu tiên thì là giá vé máy bay các bạn. Từ Việt Nam sang Thụy Sĩ bay thẳng thì mình tính trung bình khoảng 40 củ trên một vé khứ hồi. Cái này thì tùy thuộc vào thời điểm, nó có thể dao động lên hoặc xuống nha các bạn. Tiếp theo là chi phí khách sạn, thì mình chọn một cái khách sạn ngay cả trung tâm, gần với ga tàu, có giá là 4,5 củ trên một đêm. Mình ở 3 đêm thì tương đương với khoảng là 13,5 củ đó các bạn. Và các chi phí đi lại và tham quan như là vé bus này, vé tàu này, vé du thuyền và vé các điểm tham quan khác nữa thì nó tương đương khoảng 6 củ. Còn về chi phí ăn uống thì mình chi khoảng 2 củ trên một ngày, nhân với 4 ngày là khoảng 8 củ đó các bạn. Chi phí này thì mình đã vô cùng tiết kiệm đó. Mình đi vô siêu thị mình mua bánh mì, hoa quả các thứ thôi, chứ còn mình không đi nhà hàng thường xuyên đâu các bạn. Còn nếu như các bạn muốn đi nhà hàng thường xuyên ăn uống sang trọng hơn thì có thể lên đến 4-5 củ một ngày là hoàn toàn bình thường nhé. Và tổng chi phí cho vé máy bay, ăn, đi lại và khách sạn thì nó nằm tầm khoảng 68 củ. Cái này chưa bao gồm các chi phí khác như là phí visa này hoặc là mua sắm cá nhân đó các bạn. Và để đi du lịch ở bên này tiết kiệm hơn thì các bạn có thể tham khảo một số mẹo của mình như sau nha. Về khách sạn thì các bạn có thể đặt sớm một chút, từ 1 đến 2 tháng và ở xa trung tâm một chút cũng được. Mình thấy ở trên Airbnb ấy, có nhiều nơi thì nó nằm tầm khoảng từ 1 củ 2 đến 1 củ rưỡi một đêm thôi. Và nó còn có bao ăn sáng nữa, có bếp nấu ăn nữa, cho nên các bạn có thể tự nấu ăn và tiết kiệm hơn rất là nhiều so với đi ăn ngoài đó. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể vào siêu thị để mua những cái bánh sandwich hoặc là những cái khẩu phần ăn làm sẵn. Như vậy thì có thể tiết kiệm hơn rất là nhiều so với ăn ở nhà hàng. Còn về đi lại thì các bạn nên mua cái vé như là Swiss Pass hoặc là half fare card, thì như vậy thì các bạn sẽ được giảm giá khoảng tầm 50% so với các vé gốc của nó ấy. Tổng chi phí trên đây chỉ là ước lượng cá nhân cũng như là kinh nghiệm của bản thân mình mà thôi. Các bạn có thể tham khảo để điều chỉnh dựa trên ngân sách của chính mình để có một chuyến đi thật là tuyệt vời các bạn nhé. Follow Phương để biết thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống ở Thụy Sĩ nhé.